Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp thứ tư để thống nhất danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân theo từng đơn vị bầu cử. Phiên họp đã thống nhất và chốt danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tại hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn. Danh sách 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại 15 đơn vị bầu cử. Danh sách này cơ bản đáp ứng nguyện vọng của ứng viên theo quy định. Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất trong ngày 3 tháng 5. Các tiểu ban, cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đã được ban hành để công tác chuẩn bị tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử được thành công tốt đẹp. Tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho 3.400 đối tượng thuộc diện ưu tiên. Việc tiêm phòng vaccine được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và các trung tâm y tế các huyện. Công tác tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Đội ngũ nhân viên y tế tiếp nhận thông tin, kiểm tra sức khỏe đối tượng tiêm chủng, cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để người được tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm chủng. Đồng thời thông báo cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, liều lượng của loại vaccine được tiêm chủng, tư vấn các thông tin về theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Sau đó, các y bác sĩ tiến hành tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định của Bộ Y tế. Thời gian qua, ngành du lịch tỉnh Phú Yên luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch Phú Yên là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện. Vì thế, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp đến, du lịch Phú Yên sẵn sàng đón du khách với nhiều điểm đến hấp dẫn cùng các hoạt động kích cầu nội địa. Trong dịp lễ, các khách sạn từ 3 sao trở lên ở thành phố Tuy Hòa đạt công suất phòng từ 80 đến 90%. Riêng với các khu nghỉ dưỡng nằm ven biển, công suất đạt gần 100%. Bên cạnh đó, du khách còn được hưởng các ưu đãi về dịch vụ khác như đưa đón tại sân bay, tổ chức tiệc theo nhóm, giảm giá buffet và nước uống. Cùng với đó, các đơn vị kinh doanh du lịch luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Tại các điểm đến nổi tiếng của Phú Yên như Gành Đá Đĩa, Bãi Môn, Mũi Điện, Tháp Nhạn vẫn giữ nguyên giá vé tham quan như ngày thường. Trong các ngày lễ, ngoài các hoạt động phục vụ khách tại cơ sở lưu trú, tại các điểm đến tham quan còn diễn ra chương trình ẩm thực biển Tuy Hòa hay triển lãm thành tựu phát triển thành phố Tuy Hòa 46 năm. Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh Phú Yên còn vận động các doanh nghiệp du lịch tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống COVID-19, đảm bảo môi trường du lịch an toàn. Thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn cho du khách, cùng nhau xây dựng hình ảnh du lịch Phú Yên, điểm đến hấp dẫn và thân thiện. Kỳ nghỉ lễ năm nay kỳ vọng sẽ mở đầu cho mùa du lịch sôi động của tỉnh Phú Yên sau thời gian dài các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, giá cát xây dựng ở Quảng Ngãi tăng cao đột biến. Đầu năm giá cát xây dựng khoảng 70.000 đồng một mét khối, bán tại mỏ thì nay lên tới 155.000 đồng một mét khối. Đây là mức giá tăng kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Giá cát tại các mỏ tăng đã đẩy giá đến tay người tiêu dùng cũng tăng theo. Điều này tác động rất lớn đến chi phí đầu tư của các công trình xây dựng, thời điểm nhu cầu xây dựng nhà ở trong dân tăng cao. Đầu năm nay giá cát tại mỏ quay trở lại giá 70.000 đồng một khối, thì nay các chủ mỏ đã tăng giá lên mức cao nhất tới 155.000 đồng một mét khối. Theo lý giải từ đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi, giá cát xây dựng tăng là điều bình thường. Nhu cầu xây dựng tăng, nguồn cát khai thác trái phép bị ngăn chặn nên cát xây dựng không còn dồi dào như trước đây. Giá bán phù hợp với chi phí mà các doanh nghiệp bỏ ra khi chúng đấu giá quyền khai thác cát và nằm trong khung quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, đồn trưởng đồn biên phòng Jarve thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện và đưa 12 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đến khu cách ly tập trung. Trước đó, một tổ tuần tra của chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc đồn biên phòng Jarve, huyện Ea Súp đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một nhóm người đi trên nhiều xe máy theo đường mòn từ biên giới Campuchia xâm nhập vào địa bàn xã Jarve. Ngay lập tức, lực lượng biên phòng phối hợp với công an xã Jarve truy đuổi và bắt giữ được 12 đối tượng. Tất cả đều trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
Quá trình đấu tranh mở rộng, sau đó có thêm hai đối tượng đi cùng nhóm tàu thoát được đã ra trình diện. Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ 12 người này qua nước bạn Campuchia làm ăn. Khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Campuchia, nhóm người này đã trở về Việt Nam qua đường mòn. Ngay sau đó, những người này được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, bước đầu cả 12 trường hợp này đều âm tính lần một. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, tỉnh Quảng Nam đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Đây là một buổi tuyên truyền lưu động do Trung tâm Văn hóa Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Đông Giang tổ chức tại Gươn, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Cơ Tô, xã Tà Lô, huyện Đông Giang. Các tuyên truyền viên sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc và trình bày những nội dung hình thức, cách thức bầu cử, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của cử tri đối với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp dưới hình thức sân khấu hóa và hình thức nói lý, hát lý độc đáo của người Cơ Tô. Hy vọng hơn đấy, đối với cử tri ấy, bây giờ là trong hai cái nhiệm vụ của đất nước mình ấy, đó là bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Thì đối với xây dựng đất nước là cần quan tâm nhiều hơn ở những cái vùng sâu vùng xa, những đồng bào khó khăn về phát triển kinh tế để làm sao giữ được chân của họ, một người dân đặc biệt ở vùng biên giới, một người dân là một cột mốc để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Đến thời điểm này, tất cả các huyện miền núi, vùng biên giới tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác hiệp thương, lựa chọn nhân vật, đáp ứng đủ các tiêu chí, tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức niêm yết danh sách cử tri và hướng dẫn thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của đồng bào đối với công tác bầu cử thông qua việc lựa chọn và bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. Mình có tuyên truyền lưu động bằng cái xe lưu động của Trung tâm Văn hóa huyện, cộng với chương trình tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, rồi các xã đều đã có niêm yết toàn bộ hồ sơ, toàn bộ cái danh sách cử tri. Tuyên truyền của đồng trực quan thông qua các hình thức, hệ thống các pano áp phích, chiếu phim lưu động, thì Trung tâm Văn hóa Quảng Nam cũng đã tuyên truyền đến các bà con nhân dân một cách dễ hiểu nhất, dễ gần nhất và dễ tiếp cận thông tin nhất. Nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam hiện nay là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là đối với khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để ngày bầu cử sắp tới thật sự là ngày hội của toàn dân, giúp đồng bào sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.